Lô cái nhà bữa nay chiều mát ra trồng vườn nè. Ở nhà có hai con siêu quậy nè. Nó chiều mát cho hai con siêu quậy nó ra vườn chơi nè. Con chạy xe đâu đó hả? Chạy xe đâu vậy? Nè, mẹ nói nè, con ngựa là gì đó, tiếng Anh là gì? Rồi con heo, rồi con ong, rồi nghe mẹ hỏi nè, mẹ tiếng Anh là gì? Rồi mẹ hỏi cái nữa nè, con gấu ta, con gấu. Rồi trái táo. Apple. Giỏi quá. Bye bye.